tinh tế, sang trọng, hiện đại là những gì bạn có khi sở hữu bộ bàn ăn nhập khẩu cao cấp Pula BA602 trong ngôi nhà của mình. BA602 sử dụng các chất liệu cao cấp là sự kết hợp giữa đá cẩm thạch xuyên sáng và kim loại với tông màu trắng ghi đậm chất hiện đại. Mặt bàn của BA602 có khả năng xuyên sáng đặc biệt giúp tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời khi được kết hợp với nguồn sáng như đèn trần hay đèn LED. Chân bàn bằng thép được mạ carbon bóng sáng, vừa đẹp lại vừa sang, đặc biệt giúp tăng độ bền bỉ cho chân bàn, hạn chế tối đa tình trạng bong chóc hay han rỉ thường gặp ở những loại chân sắt thông thường. BA602 có sẵn trong hai kích thước 1m8 x 0,9m, 2m x 0,9m. Quý khách có thể lựa chọn tùy theo sở thích cũng như nhu cầu của gia đình. Hãy liên hệ ngay với Pula Furniture để có thể sở hữu bộ bàn ghế ăn mặt đá cao cấp và kiến tạo không gian sống mơ ước cho ngôi nhà của mình. Và đừng quên ghé Pula để có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Pula Furniture, nâng tầm bếp Việt, gắn kết yêu thương.